Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt một chiếc iPhone 7 Plus còn zin hay không. Thì đầu tiên là về màn hình. Các bạn có thể nhìn thấy xung quanh màn hình nó sẽ có cái đường chỉ màn. Nó màu xám, xám nhạt nhạt hơn một chút, nó không đen đều như cái màu của phía màn. Cái đường chỉ này nó sẽ đều nhau, chẳng chặn luôn, xung quanh màn. Không thừa, không thiếu, không lệch nhau đi nào cả. Nếu như mà cái đường chỉ này mà đã không nó không đều ấy, nó bị lệch nhau ấy, không cân đối ấy, thì cái màn hình này có thể nó bị áp kính hoặc là thay phản quang. Còn một đặc điểm nữa mà khi các bạn có thể sờ vào cái phần nút home của nó, nhưng mà nút home còn nó cảm giác nó bị lõm vào trong, như là do kính nó ép vào rồi, kính ép rồi thì nó sẽ dày hơn ấy. Thì chiếc máy này có thể là sẽ đã bị ép kính, hay là các bạn phải sờ vào phía mép xung quanh của màn hình này, xem nó bị gồ không, bị cấn cái gì không đó. Nhưng mà như một chiếc iPhone 7 Plus mà còn zin như này thì đây, phím home rất là vượt, hay là viền màn xung quanh thế, hay là đường chỉ màn của nó đều rất là đều nhau. Tiếp theo thì về vấn đề vỏ. Đầu tiên thì các bạn nhìn vào phần lỗ loa của mình. Lỗ loa sẽ rất là tròn và đều, không lỗ nào bị méo cả. Và tiếp theo là chân sạc. Chân sạc của nó sẽ xung quanh chân sạc nó sẽ có cái khe hở như ở đây. Các bạn lưu ý là cái chân sạc này ấy, nó sẽ, cái khe hở nó rất là đều nhau, trên và dưới, xung quanh nó sẽ rất là đều nhau, cân đối với nhau. Và khi nhìn nghiêng một chút thì nó sẽ có cái đường cắt CNC xung quanh lỗ loa này, lỗ ốc này. Tiếp theo về vấn đề phím bấm và khe SIM. Khi mà một chiếc máy mà đã bị thay vỏ rồi ấy, thì cái phần khe SIM này của nó sẽ không còn được phẳng như này nữa, sẽ bị bo múp, hay là cắt xung quanh các phím bấm thế, sẽ bị bo múp, bo tròn lại. Và phím bấm sẽ không được chắc chắn như này, lỏng lẻo hơn. Xung quanh các phím nếu mà vỏ thay là sẽ không được vuông vắn và ngắn như này, sẽ bị có hiện tượng là bo múp, hay là kể cả là xung quanh gạt rung thế. Cái phần gạt rung mà chiếc vỏ tay ấy, nó sẽ có hiện tượng là bị thừa cạnh trên và cạnh dưới này. Mặt lưng của nó thì các bạn thấy phần dưới này nó sẽ có một cái mã modem 1785. Cái mã này nó sẽ trùng với bên trong phần giới thiệu của máy. Hay như là xung quanh cái phần mic của cam sau, khi mình nhìn nghiêng lên ấy, nó sẽ có một cái ánh điện nó chiếu vào, đó là do là xung quanh phần mic này đã được khắc CNC này. Sau đây mình sẽ chỉ các bạn kiểm tra về bên trong. Chiếc iPhone 7 Plus này đây là bọn mình đang báo là pin zin. Thì đầu tiên thì các bạn có thể để ý giúp mình cái siêu pin của máy. Nó được dán rất là ngay ngắn và đều nhau. Tiếp theo là nhìn cái phần phông chữ ở trên quả pin, rõ ràng, ngay ngắn, hay là viên pin cũng thế, không có hiện tượng là bị móp méo hay là như nào cả. Tôi bị không tần yêu.